Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Bạn có biết Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang sở hữu những loại vũ khí mạnh nhất nào? Quân đội Việt Nam hiện đang sở hữu trong tay dàn vũ khí cực kỳ hiện đại và hùng hậu, kết hợp với trí tuệ và sức mạnh của người Việt, hoàn toàn đủ để sức mạnh của quân đội ta vươn tầm trong khu vực. Và video ngày hôm nay sẽ dành cho quý vị và các bạn, những người yêu mến và tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc ta, niềm tin vào năng lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong số những khí tài quân sự mạnh nhất của chúng ta có một loại vũ khí đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất, hiện đang nằm trong tay Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện tại. Đó chính là dàn các tàu hộ vệ Kipat 3.9 được chúng ta mua từ Nga. Trong số các tàu hộ vệ tên lửa Kipat 3.9 của Hải quân Việt Nam thì bộ đôi tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung được đánh giá có năng lực tác chiến toàn diện nhất. Sở dĩ nói như vậy là bởi ngoài hệ thống vũ khí tiêu chuẩn như trên thì các cặp tàu Kipat còn được trang bị thêm vũ khí chống ngầm cực mạnh thuộc dạng tiên tiến hàng đầu thế giới. Ngoài hệ thống vũ khí tiêu chuẩn như cặp tàu Kipat 3.9 trước đó của Việt Nam, tàu 015 và 016 còn được trang bị thêm cụm ống phóng ngư lôi hạng nặng 533mm PTA 5311661. Cụm ống phóng ngư lôi hạng nặng này được đánh giá là sự bổ sung tuyệt vời cho các tàu Kipat 3.9 của Việt Nam, giúp nâng cao đáng kể năng lực tác chiến chống ngầm cho tàu. Bên cạnh việc sử dụng trực thăng K-28, tuy cơ động tác chiến nhưng có năng lực chống ngầm hạn chế. Điều đặc biệt hơn cả là đến các tàu Kipat của Hải quân Nga cũng không được trang bị hệ thống vũ khí này. Ngoài thiết kế tàng hình nổi trội thì điểm khiến các tàu Kipat 3.9 được đánh giá là mạnh hơn các tàu cùng lớp của Nga chính là việc chúng sở hữu năng lực tác chiến đa năng trên biển, từ chống hạm, chống ngầm cho đến phòng không, xứng đáng với danh hiệu lớp tàu chiến và hiện đại nhất Việt Nam. Tiếp đến không thể không nhắc tới là các tàu ngầm lớp Kilo, một trong những loại tàu ngầm sử dụng động cơ điện, diesel hiện đại, phổ biến bậc nhất thế giới hiện nay với 61 chiếc trên khắp thế giới. Trước khi tàu ngầm Kilo được đưa về Việt Nam, thế hệ sĩ quan Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ biết đến sức mạnh sát thủ không ranh giới của các tàu ngầm Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng từ khi tàu ngầm Kilo có mặt tại lữ đoàn tàu ngầm 189, chúng đã thay đổi quan niệm của tất cả mọi người. Các tàu ngầm Kilo được cho là vượt trội về vũ khí trang bị và tính năng tác chiến so với sát thủ không biên giới của Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà tàu ngầm lớp Kilo 636 được coi là huyền thoại của Hồ Đen Đại Dương. Trung tá Mai Thắng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có nhắc lại, trong quá trình tác chiến, các tàu ngầm Kilo của Nga chế tạo chạy êm trong lòng biển mà tàu đối phương không phát hiện được, ngay cả ở cự ly rất gần. Đặc biệt, tàu ngầm lớp Kilo 636 mà lữ đoàn tàu ngầm 189 sở hữu các thông số hết sức hiện đại, với chiều dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng giãn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn, tải trọng tối đa, tốc độ 20 hải lý trên giờ, có thể lặn sâu tối đa 300m, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm, sức chứa thủy thủ đoàn 52 người. Ngoài ra, tàu cũng trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, tên lửa chống tàu Club S 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K-34 Stryler 3 hoặc 8 tên lửa 9K-38 Ikla. Đội tàu ngầm Kilo siêu hiện đại này không chỉ là lực lượng đặc biệt của quân chủng hải quân trong chiến lược phòng thủ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mà còn khẳng định sức mạnh làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, sánh vai với hải quân các nước ASEAN trong khu vực và quốc tế, Trung tá Mai Thắng nhấn mạnh. Đấy là ở dưới mặt nước, còn về phương tiện phòng không, Việt Nam hiện cũng đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300 PMU-1 của Nga, loại tên lửa phòng không từng mang danh mạnh nhất thế giới trong quá khứ. Tuy hiện nay có nhiều thế hệ mới ra đời, nhưng sức mạnh của dòng lửa S-300 PMU-1 chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Các chuyên gia quân sự từng đánh giá S-300 của Việt Nam có thể khiến phi đội gồm 150 máy bay thế hệ 4 Plus của Không quân Trung Quốc phải rụng cánh bên ngoài lãnh hải Việt Nam trước khi đặt chân vào lãnh thổ trên đất liền của nước ta. Theo các thông tin mới nhất thì hiện nay, hệ thống radar tích hợp Tombstone có khả năng theo dõi đến 300 mục tiêu và theo dõi chặt chẽ 100 mục tiêu nguy hiểm nhất đối với nó. Hiện nay, hệ thống S-300 PMU-1 mà Việt Nam đang sở hữu là loại tối tân hiện đại nhất của Nga. Theo giới chuyên môn, PMU-1 của Việt Nam chẳng khác nào người anh em phiên bản chỉ được dùng cho lực lượng phòng không Liên bang Nga, với những tính năng đến mức mà người Trung Quốc còn phải thèm thuồng. Su-300 PMU-1 của Việt Nam có khả năng đánh dấu và theo dõi cùng lúc đến 350 mục tiêu và theo dõi chặt chẽ sát sao đến 150 mục tiêu có khả năng tấn công nguy hiểm nhất. Chủ tịch của Sukhoi từng phải công nhận rằng, nếu Việt Nam có đủ tiền để mua sắm những gì mà Nga ưu ái trang bị, Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc quân sự ở Biển Đông mà đến người Trung Quốc cũng sẽ phải nể sợ.
bởi tinh hoa nghệ thuật chiến tranh của họ kết hợp với những vũ khí hiện đại nhất thế giới đến từ Nga. Kế đến là trên mặt đất, chúng ta không thể không nhắc tới lực lượng tăng thiết giáp, khi mà quân đội nhân dân Việt Nam cũng vừa được tăng cường sức mạnh với dàn xe tăng chủ lực T-90S SK, được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, với biệt danh nắm đấm thép. Vũ khí chính của xe tăng T-90S SK chế tạo thời gian gần đây là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125mm, trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Ngoài việc bắn được tất cả các loại đạn thông dụng, nó còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng 9M119 Reflex qua nòng. Trái tim của nắm đấm thép là loại diesel tăng áp V92S2F, công suất 1.130 mã lực. Các vũ khí nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống điều khiển hỏa lực, theo dõi mục tiêu tự động và máy tính đạn đạo, cho phép bắn chính xác cả trong điều kiện tầm nhìn rất kém đi nữa. Đặc biệt, hệ thống phòng vệ TSHU-17 Stora 1 tích hợp giúp cho T-90S SK thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhiều nguồn tin cho biết hiện tại Việt Nam đang sở hữu 60 xe tăng loại này, nhưng trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục đặt hàng, nhập biên thêm một loạt để bổ sung sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp. Đặc biệt với tình hình căng thẳng ở Biển Đông như hiện nay, không thể không nhắc đến lực lượng tên lửa chống hạm. Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K-300 Bastion P, loại tên lửa chống hạm trừ danh của Nga. Loại tên lửa chống hạm này có tầm hoạt động tối đa tới 350 km với mục tiêu trên biển hoặc 450 km với mục tiêu trên đất liền. Tốc độ tối đa Mach 2,5 và mang theo đầu đạn nặng 250 kg, đủ sức đánh chìm mọi loại hộ vệ hạm chỉ bằng một phát súng trúng đích duy nhất. Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion P được trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Onyx hay Yakont. Tên lửa Onyx được biết đến trên thế giới với cái tên Yakont, biến thể xuất khẩu của Onyx, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước và áp chế vũ khí điện tử và hỏa lực mạnh của đối phương. Tên lửa bay nhanh hơn tốc độ âm thanh 2,6 lần. Dòng tên lửa này có tính cơ động rất cao với đường bay rất phức tạp. Ngay sau khi được phóng, tên lửa có thể lên độ cao 15 km. Đài radar của hệ thống tự dẫn có thể phát hiện, theo dõi và bám mục tiêu. Sau khi phát hiện mục tiêu, tên lửa tắt đài radar dẫn đường và hạ độ cao xuống 10 đến 15 mét. Nhờ phương pháp này, tên lửa thoát khỏi vùng radar phòng không của đối phương. Sau đó, đầu dẫn sẽ lại tiếp tục bật radar tìm kiếm, đeo bám và tiêu diệt mục tiêu. Với đường bay rất phức tạp, tốc độ siêu nhanh và bộ não điện tử thông minh, Onyx là loại tên lửa khó bị đánh chặn nhất. Khi bắn loạt đạn chống các tàu chiến của đối phương, chúng bay như đàn chim, chủ động tương tác với nhau, mỗi tên lửa tự chọn mục tiêu của nó. Các chuyên gia quân sự Nga nói về Bastion P. Cuối cùng, không thể nhắc tới sức mạnh của không quân Việt Nam khi được trang bị 35 máy bay chiến đấu Su-30 MK2. Việt Nam hiện đang là quốc gia có quân số Su-30 MK2 nhiều nhất trên thế giới. Với 3 trung đoàn Su-30 MK2, không quân Việt Nam sở hữu một dòng tiêm kích đa năng, hiện đại hàng đầu thế giới, đóng vai trò xương sống bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Su-30 MK2 được trang bị các loại tên lửa dẫn đường uy lực mạnh như KH-29L hoặc KH-29TE, tầm bắn 30 km. Mang theo đầu đạn nặng tới 320 kg, đủ sức đánh chìm chiến hạm cỡ lớn chỉ với một phát bắn. Bên cạnh tên lửa tấn công mặt đất, mặt biển, Su-30 MK2 khi thực hiện những nhiệm vụ này vẫn có thể mang theo tên lửa không đối không như R-73E hoặc R-27R. Để tự vệ trước tiêm kích đối phương, tên lửa KH-31A hiện tại vẫn là vũ khí chống hạm chủ lực của tiêm kích Su-30 MK2. Nó có tầm bắn 50 km, trang bị đầu đạn trọng lượng 95 kg. Khi mới phóng đi, 4 động cơ rocket, nhiên liệu rắn sẽ được kích hoạt, đưa tốc độ tên lửa lên tới Mach 1,8. Chúng sẽ được cắt bỏ khi hết nhiên liệu. Sau đó, động cơ phản lực chính của tên lửa sẽ hoạt động, đẩy vận tốc tối đa lên tới Mach 3,5, khiến hệ thống phòng không hạm tàu của đối phương cực kỳ khó bắn hạ. Như vậy, quý vị và các bạn cũng đã cùng chúng tôi khám phá một phần sức mạnh không thể chối cãi của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây chính là niềm tự hào cũng như sự tự tin của dân tộc. Chắc chắn thời gian tới, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư và trang bị thêm những vũ khí hiện đại và mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những bước phát triển của quân đội ta. Và như cuối cùng, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!